Phòng ngủ được coi là nơi nghỉ ngơi quan trọng nhất trong ngôi nhà của chúng ta. Đó là một không gian riêng tư, nơi chúng ta thư giãn sau một ngày dài và nơi mà sự thoải mái và yên bình nên cần là thứ ưu tiên đầu tiên. Để tạo ra một môi trường phòng ngủ lý tưởng, có một số những kiêng kỵ khi bố trí nội thất ở trong phòng ngủ mà chúng ta nên tuân theo để đảm bảo rằng nơi này luôn mang lại một cảm giác thoải mái và thư giãn. Và hãy cùng blog nội thất đẹp khám phá những điều cần phải tránh khi thiết kế nội thất cho phòng ngủ trong video ngày hôm nay nhé. Một, tránh đặt cửa phòng ngủ đối diện với cửa nhà vệ sinh, nguyên tắc phong thủy cho sức khỏe và sự hài hòa. Việc bố trí nội thất trong căn phòng ngủ không chỉ đơn thuần là về vẻ đẹp và sự thoải mái mà nó tạo ra. Trong thế giới của phong thủy, cách bố trí nội thất trong phòng ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần, vận may của người sử dụng. Và một trong những nguyên tắc quan trọng của phong thủy là tránh đặt cửa phòng ngủ đối diện với cửa nhà vệ sinh. Điều này không chỉ đơn giản là một quy tắc trang trí mà còn là một cách để bảo vệ sức khỏe và tạo ra sự cân bằng cho không gian nghỉ ngơi của chủ nhân căn phòng. Lý do chính cho kiêng kỵ tránh đặt cửa phòng ngủ đối diện với cửa nhà vệ sinh là vì nhà vệ sinh thường là nơi có độ ẩm cao và chứa rất nhiều vi khuẩn. Nếu bạn đặt cửa phòng ngủ của mình đối diện với cửa nhà vệ sinh, các bạn đang mở ra một chiếc cửa chào đón các uế khí xâm nhập vào không gian nghỉ ngơi của mình. Điều này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe, gây ra mùi hôi, ảnh hưởng đến sự thư giãn và nghỉ ngơi của các bạn. Nếu tình trạng này kéo dài lâu ngày, khi có thể khiến bạn thường xuyên cảm thấy buồn chồn, không thoải mái trong chính không gian riêng tư của mình. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn có những trường hợp mà chúng ta không thể thay đổi hoàn toàn bố cục phần thô của căn phòng ngủ theo phong thủy do các ràng buộc về kiến trúc. Và trong trường hợp này, các bạn có thể áp dụng một số biện pháp hóa giải để cân bằng năng lượng. Và một biện pháp phổ biến chính là đặt một tấm gương lồi ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh. Tấm gương này được cho là có khả năng phản chiếu năng lượng tích cực và ngăn chặn năng lượng tiêu cực từ nhà vệ sinh lan ra phòng ngủ, giúp tạo ra một môi trường cân bằng hơn cho không gian phòng ngủ của bạn. Thứ hai, tránh bố trí cửa phòng ngủ đối diện với cửa bếp để tạo ra sự hài hòa trong không gian sống. Phòng bếp là nơi thường xuyên sử dụng cho việc đun nấu và chuẩn bị thực phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc đây là khu vực thường xuyên tỏa ra mùi khói, dầu mỡ và mùi thức ăn từ bếp. Do đó thì theo blog nội thất đẹp, nếu các bạn đặt cửa phòng ngủ đối diện với cửa bếp thì mùi thức ăn và khói có thể gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí trong phòng ngủ của các bạn. Bên cạnh đó, phòng bếp thường tỏa nhiệt và sinh hỏa trong quá trình nấu nướng. Và nếu cửa phòng ngủ đối diện với cửa bếp, người nghỉ ngơi ở trong phòng ngủ có thể cảm thấy nóng nực, không thoải mái, thường xuyên cảm thấy bực bội. Điều này thì không chỉ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn có thể tác động tiêu cực đến tâm trạng hàng ngày của các bạn nữa đó. Nếu bạn vô tình phạm phải kiêng kỵ khi bố trí phòng ngủ như thế này, đừng quá lo lắng, còn có một số biện pháp hóa giải mà các bạn có thể áp dụng để tạo nên sự cân bằng lại nữa đó. Các bạn có thể sử dụng một tấm rèm dài, một bình phong, thậm chí là một vách ngăn nhựa để ngăn chặn tách biệt hoàn toàn không gian phòng bếp và phòng ngủ, hạn chế nhất có thể luồng khí nóng từ bếp lan sang phòng ngủ của bạn. Thứ ba, kiêng kỵ đặt giường đối diện với cửa phòng ngủ. Phòng ngủ là nơi chúng ta trải qua một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và chiếc giường ngủ không chỉ là một nơi nghỉ ngơi mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự thoải mái và cân bằng tinh thần. Và một điều quan trọng là phải biết cách bố trí giường ngủ sao cho không gian phòng ngủ trở nên hài hòa và tốt cho sức khỏe. Một trong những nguyên tắc phong thủy quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý chính là kiêng kỵ đặt giường ngủ đối diện với cửa phòng. Việc đặt giường ngủ đối diện với cửa phòng có thể tạo ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe và tâm trạng của chủ nhân căn phòng. Đối diện cửa ra vào, giường có thể tạo một cảm giác không an toàn và bất ổn. Nó làm tăng cảm giác lo lắng và căng thẳng, có thể gây ra các vấn đề về thần kinh và sức khỏe như là bệnh dạ dày và các vấn đề về tâm lý. Để hóa giải tình huống này và giúp đồ nội thất trong phòng ngủ được bố trí hợp phong thủy hơn, các bạn có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản như sau. Kê lại giường theo hướng khác. Treo rèm tại cửa hoặc là ngay trước giường ngủ. Việc tuân theo các nguyên tắc phong thủy đơn giản này không chỉ giúp tạo ra sự hài hòa trong phòng ngủ mà còn tạo ra một môi trường tốt cho sức khỏe và tinh thần của bạn. 4.
kiêng kỵ góc tường nhọn chiếu thẳng vào cửa phòng ngủ. Theo phong thủy, khi góc tường nhọn chiếu thẳng vào cửa phòng ngủ, điều này thường được coi là không may mắn, có thể tạo ra sát khí, ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của chủ nhân căn phòng. Tuy nhiên thì việc di chuyển hoặc là đập bỏ góc tường nhọn thường không thể thực hiện do rất nhiều ràng buộc kiến trúc. Trong trường hợp như vậy, có một số những biện pháp hóa giải mà các bạn có thể áp dụng để cải thiện tình huống này như sau. Treo gương lõm hoặc là gương lòng chảo. Một trong những biện pháp phổ biến để hóa giải lỗi phong thủy phòng ngủ này chính là treo một chiếc gương lõm ở phía trước của góc tường. Gương này sẽ phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh của vật chắn phía trước, tạo ra một cảm giác như là không có góc tường nhọn. Sử dụng tủ gỗ hoặc là vật dụng che chắn. Các bạn cũng có thể sử dụng tủ gỗ hoặc là các vật dụng khác để che chắn các góc nhọn. Điều này không chỉ giúp biến điểm yếu thành điểm mạnh mà còn làm cho không gian phòng ngủ trở nên hài hòa hơn. Việc thực hiện các biện pháp hóa giải như trên không chỉ đảm bảo sự cân bằng phong thủy mà còn tạo ra một không gian phòng ngủ yên bình và thoải mái dành cho gia chủ nữa nha. Hơn hết, một điều quan trọng trong bố trí nội thất phòng ngủ là chúng ta sẽ tập trung tạo điều kiện để có thể năng lượng tích cực luôn tồn tại trong căn phòng của bạn, đồng thời loại bỏ tác động tiêu cực lên không gian nghỉ ngơi của bạn. Thứ 5, tránh bố trí cửa phòng ngủ đối diện với bàn thờ. Quan niệm về sự linh thiêng của bàn thờ trong văn hóa và tôn giáo là những điều không thể bỏ qua. Bàn thờ thường được coi là nơi thờ cúng thần linh, tổ tiên và nơi mà gia chủ thể hiện lòng tôn kính với tín ngưỡng và tổ tiên. Trong khi đó, phòng ngủ được coi là không gian cá nhân và riêng tư. Vì vậy, việc đặt cửa phòng ngủ đối diện với bàn thờ được xem là không tôn trọng và không phù hợp. Để hóa giải tình huống này và đảm bảo sự tôn trọng đối với bàn thờ, các bạn có thể áp dụng một số những biện pháp đơn giản như sau. Sử dụng vách ngăn hoặc là bình phong. Đặt một vách ngăn hoặc là bình phong ở giữa cửa phòng ngủ và bàn thờ sẽ tạo ra sự phân chia rõ ràng giữa hai khu vực, đồng thời ngăn chặn luồng khí di chuyển quá nhanh giữa chúng. Và bằng cách này, các bạn có thể giữ cho khu vực bàn thờ một không gian linh thiêng và yên tĩnh. Bằng cách thực hiện biện pháp này, các bạn có thể tạo ra sự hài hòa giữa phòng ngủ và bàn thờ, đảm bảo tính tôn trọng và linh thiêng của cả hai không gian này. Và điều quan trọng là duy trì sự cân bằng giữa không gian cá nhân và không gian tâm linh trong căn nhà của bạn. 6. Kiêng kỵ trang trí phòng ngủ bằng những đồ vật nhọn như là đao, kiếm hay là mũi tên. Trang trí phòng ngủ chính là một cách thể hiện sở thích và tính cách của mỗi cá nhân, tạo nên không gian riêng tư đầy thú vị. Tuy nhiên, quan điểm về trang trí nên được cân nhắc một cách thận trọng để đảm bảo rằng không gian ngủ của các bạn mang tính chất thoải mái, an lành và hòa hợp. Vì vậy mà những đồ vật như là đao, kiếm, dao hay là các vật có tính chất bạo lực và góc sắc nhọn thường không thích hợp ở trong không gian phòng ngủ. Và đặc biệt là khi chúng được treo hoặc là trưng bày trên giường ngủ, chúng có thể tạo ra một cảm giác áp lực và không an toàn cho người sử dụng phòng. Ngoài ra thì những vật trang trí như vậy còn có thể mang vào phòng sự mâu thuẫn và sát khí, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ và tâm trạng của gia chủ. Thay vì sử dụng các vật trang trí mà có tính chất bạo lực, các bạn có thể chọn những vật trang trí phù hợp với không gian phòng ngủ. Đây có thể là các trang trí mềm mại, nhẹ nhàng và mang tính chất thư giãn. Các hình ảnh tự nhiên, cây cối hoặc là tranh vẽ mang tính chất tĩnh lặng thường tạo ra một không gian để thúc đẩy sự thư giãn và yên bình nhiều hơn bạn nhé. Thứ 7, kiêng kỵ đặt giường ngủ quay về hướng Tây. Chọn hướng đặt giường ngủ là một khía cạnh quan trọng trong việc bố trí nội thất của phòng ngủ và cần được xem xét theo nhiều quan niệm và quy tắc, bao gồm cả quan điểm tâm linh. Và trong một số quan niệm, hướng Tây có thể được xem là hướng mang tính thiêng liêng và tôn trọng đối với thế giới bên kia, nơi mà người chết thường được đặt để mai táng. Do đó, nếu bạn bố trí hướng giường quay về hướng Tây, có thể khiến con đường tương lai của mình trở nên khó khăn hơn, không tốt về mặt tâm linh. Quan trọng nhất, tạo ra một môi trường phòng ngủ thoải mái và yên bình để tận hưởng giấc ngủ tốt và tâm trạng tốt hơn. Và đó là toàn bộ những kiêng kỵ khi bố trí nội thất trong phòng ngủ mà blog Nội Thất Đẹp muốn chia sẻ tới các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu bạn cũng quan tâm đến các vấn đề phong thủy phòng ngủ,
hay là thiết kế, sửa chữa phòng ngủ thì đừng quên tham khảo những video đính kèm dưới phần mô tả của blog Nữ Thật Đẹp các bạn nhé. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy video của blog Nội Thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog Nội Thất Đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.